chào đón quý vị và các bạn đang đến với Săn Hình Trên Quà, chương trình đồng hành cùng khuôn phim 20 giờ và mang đến cho quý vị cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn với tổng giải thưởng lên đến 3 triệu đồng. Và trong chương trình phim 20 giờ kỳ này, chúng ta đang cùng nhau theo dõi những diễn biến của truyền phim Thái Lan Gián Điệp Mùi Hương. Phim là câu chuyện về một cô nàng tên Ray. Sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn, cô phát hiện ra bản thân có khả năng nhận biết được tất cả các mùi hương dù là nhỏ nhất. Cũng từ đây, cùng với chú chó cảnh sát Jaiko, Ray đã trở thành trợ thủ đắc lực cùng giúp cho Thanh Tra Bum điều tra các vụ án liên quan đến ông trùm buôn bán ma túy Hoa Sảnh. Vậy Ray sẽ làm như thế nào để đối phó với Hoa Sảnh và tìm ra hung thủ sát hại anh trai của cô? Câu trả lời sẽ có trong diễn biến 22 tập phim Gián Điệp Mùi Hương lên sóng lúc 20 giờ hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và bên cạnh những tình tiết lôi cuốn của phim là trò chơi đồng hành Săn Hình Trên Quà vô cùng hấp dẫn. Cách thức tham gia ra sao và làm thế nào để có cơ hội nhận quà của chương trình? Hãy cùng Thế Dương xem lại thể lệ của chương trình quý vị nhé. Trong mỗi tập phim may mắn được chọn ngẫu nhiên sẽ có những hình ảnh may mắn xuất hiện bất ngờ. Quý vị hãy chụp lại các hình ảnh này từ màn hình TV nhà mình hoặc trên các nền tảng trực tuyến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Sau đó gửi đầy đủ các hình ảnh này vào hộp thư fanpage Long An TV, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/longantv. Thời gian nhận tin nhắn là từ 20 giờ cho đến khi kết thúc tập phim có hình ảnh may mắn. Các hình ảnh gửi về fanpage trong thời gian này đều không được công nhận. Khi bộ phim kết thúc, khán giả nào gửi được nhiều cặp hình may mắn nhất về cho fanpage sẽ nhận được quà tặng của chương trình, với tổng giá trị quà tặng lên đến 3 triệu đồng. Trường hợp có nhiều khán giả gửi cùng số lượng hình ảnh hợp lệ về cho fanpage, quà tặng sẽ được chia đều cho tất cả các khán giả này. Kết quả sẽ được chúng tôi công bố ngay sau khi bộ phim kết thúc và hy vọng quý vị sẽ đón xem phim cũng như là tham gia Săn Hình Trên Quà cùng với truyền hình Long An. Chúc quý vị và các bạn may mắn.